Hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại video của em nha. Và để không bỏ lỡ video nào của em, xin cô chú anh chị hãy nhấn vào chữ đăng ký kênh để đăng ký kênh ủng hộ em nha. Dạ, hôm nay xin giới thiệu cô chú anh chị một cái con bò xiên nha cô chú anh chị. Đó, con bò xiên nè. Đó, đặt xiên luôn nha. Đó. Đây là rất là lực nha. Nó cơ bắp luôn à. Cơ bắp mới chịu à. Đó. Thì để tiện liên hệ trực tiếp với em để giá cả mình thương lượng thì cô chú anh chị có thể điện thoại trực tiếp với em qua số điện thoại 0378 224 523 đi gặp trực tiếp với em để nói chuyện nha. Đó, chứ có cái ông chú đó hôm qua ông nói chuyện nghe mình cũng tội nghiệp ông. Ông nói trời ơi, chú dành dụm tiền đó, gom tiền để mua mà thiếu có 1 triệu nữa à, mà chú chưa kịp điện con, nay chú mới điện, mà khi đó chú điện thì mình đã bán con bò đó rồi. Thì mình ổng nói mình nghe mình cũng thấy tội, mình nói rồi ơi, phải chú nói chú thương lượng với điện trực tiếp với con thì nếu cháu có thể xa xa xôi thì có thể thương lượng bớt ông chút đỉnh cũng được, chứ có gì đâu mà ông nói nghe cho báo giá vậy rồi chú còn thiếu con triệu mà chú không không dám điện tới, nhưng chú gom có đủ rồi chú điện, mà điện là mình bán rồi. Đó, thì cái gì có gì thắc mắc hay cái gì đó thì cô chú anh chị cứ điện trực tiếp nói chuyện với em, không có gì hết đó. Thì mình đã điện trực tiếp nói chuyện. Đó. Đây thì giới thiệu với cô chú anh chị con bò xin này, nó con bò xin này là chữa 2 tháng rưỡi nha cô chú anh chị. Đó. Con bò này đó là nó sanh một lứa rồi và đang chữa lứa thứ hai. Đó. Chân móng hoàn thiện đó, đó rúng này không đó, rúng vú thì 4 vú, con này thấy nó 4 vú ấy với thêm 2 cái vú đeo nữa nha đó. Bò này rất là xanh, bò là màu đỏ mật luôn nha cô chú anh chị. Đó, chữa 2 tháng rưỡi. Báo giá của chú anh chị luôn, con bò này là 28 triệu nha. Đó. Đi vài con. Đó, màu đỏ mật luôn. Rồi cô chú anh chị nào cảm thấy ưng thì điện trực tiếp với em. Trại của em là nếu mà cô chú anh chị có cập nhật vô YouTube thì vô cái kênh trại bò giống Tiền Giang đó. Đó, rồi đăng ký kênh là khi nào em có đăng clip là nó sẽ thông báo cho cô chú anh chị để cô chú anh chị tiện theo dõi. Cái này là hoàn toàn miễn phí nha, nói đăng ký chứ hoàn toàn miễn phí, không có phải tốn tiền phí gì hết nha. Nhưng mà sẽ tiện cho cô chú anh chị mỗi lần em có đăng thì cô chú anh chị sẽ dễ dàng xem đó, biết giá cả. Rồi xin chào cô chú anh chị nha. Cái chỗ em là ở đây là ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Em cũng ngầm gần cái quốc lộ nè, ngay chỗ đường Lương Phú hoặc là Tân Hiệp nè. Nó Chợ Gạo nhưng mà giáp ranh Châu Thành nha, nó gần ngoài quốc lộ nè. Rồi có gì cô chú anh chị hãy liên hệ. Rồi xin chào cô chú anh chị nha.